Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong buổi bài tập toán lớp 1 tập 1 Chân trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài là Em làm được những gì? Trang 50. Bài số 1. Đếm số con đom đóm rồi viết số. Trong này không có con nào hết. Chúng ta ghi số 0. Trong này được 2 con, ghi số 2. Trong này là có 4 con, 1 2 3 4, ghi số 4. Con này bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 con. Trong cái lọ này mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Trong này, cái lọ này bao nhiêu con đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tiếp theo, cái lọ phía dưới. Này một con. Ok, một câu mà sau khi chút không. Đang suy nghĩ cái chuyện gì. Suy nghĩ cái chuyện gì mà một con. Đây chúng ta thấy ba con. Đây là năm con, 1 2 3 4 5. Đây là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy này coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Bài số 2, nấu theo mẫu. Chỗ này số 2, thì ngay đây là số 3, số 4, số 5. Thì ngay chỗ này là số 1. Số 1 này là số 0. Này là số 0. Số 1. Ở trong này không có số 1. Đâu. Rồi số 5 chỗ này số 6. 6 chỗ này số 7. Số 8, số 9 chỗ này số 10. Bài số 3. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Số 10. Số 3 lớn hơn. Hai số này bằng nhau. Số 9. Số 10. Hai số này bằng nhau. Chúng ta sẽ qua bài số 4. Số 7 gồm số 4 và số 3. Số 9 gồm số 2 và số 7. Số 10 gồm số 6 và số 4. Số 5 và số 8. Gần số 5 và số 3 là thành ra số 8. 2 và 4 là số 6. 3 gộp 6 là bằng 9. Bài số 5, vẽ theo mẫu. Đây, người ta yêu cầu là vẽ cái ông mặt trời. Nè, vẽ mặt trời là 2 ô, lên 2 ô, xuống 2 ô. Nè. Rồi, vẽ chỗ này ha. Nè, 2 con mắt. Cái miệng. Nào. Kẻ xuống. Kẻ xuống. Kẻ qua. Kẻ qua. Nào. Kê giữa. Lên. Giữa. Nào. Kê giữa. Kê giữa. Nào. Rồi cái ô này thì nằm giữa. Ô này thì nằm ở giữa. Rồi, đại khái vậy. Tiếp theo, chúng ta vẽ con bướm.
Rồi, từ đây qua đây 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây. Chúng ta sẽ lấy bướm xuống đây 2 ô. Và 1, 2. Chúng ta lại vẽ xuống đây 2 ô. Rồi chúng ta đây qua nấu ở đây 2 ô. Nấu xuống. Nào. Vẽ cái hình cung. Hai con mắt. Hai cái râu. Cái này chúng ta vẽ ở giữa cái ô tròn này. Cái này chúng ta vẽ cho ở giữa này. Ô tròn. Rồi. Vẽ con trâu. Trâu thì chúng ta phải vẽ ngay chỗ này. Cái sừng. Sừng đây. Xuống đây, xuống đây. Đó. Cái mặt nè. Hai con mắt, hai cái ô vuông nè. Hai cái lỗ mũi nè. Cái sừng nè. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi. Kéo qua đây. Một, hai, ba, bốn ô. Một, hai, ba, bốn ô. Đây. Rồi. Chúng ta quẹt cái đuôi này xuống một chút xíu. Chẻ cái đuôi ra. Cái chỗ này hơi vải cong cong tí ha, cho nó đẹp ha. Rồi từ đây xuống đây mấy ô đây? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Rồi xuống luôn cái chân một tí xíu. Bên này. Chúng ta nấu xuống đây. Cái chân này xuống. Rồi, nó nấu qua. Rồi, được con trâu. Được. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.